Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em lại lên sóng dọn kho, thanh lý tiếp cho anh em một cục công suất LOD. Bộ này nó là thớt liền anh em nhé. Nó giả ba thớt nhưng mà nó là liền, liền cục luôn. Đấy, tầng trên cùng nó là tầng hiển thị thông tin. Đấy, và có cả kiêm đài FM nhé. Đấy, FM nhé, bọn những cái bọn âm ly nội địa Nhật này thì FM của nó chưa lên 90 đâu anh em nhé. Hiện tại nó là anh em dùng âm ly là chủ yếu anh em nhé. Đấy, dùng âm ly chỉnh bát này, chỉnh tép này, chỉnh ba lăng này, chỉnh âm sắc rất là hay luôn. Cái bộ âm ly là chỉnh âm sắc rất là hay anh em nhé. Hàng của Lốt thì bao giờ nó đẩy cũng rất là phê luôn. Lão đây này là của Hitachi anh em nhé, Lốt là của Hitachi đấy. Hitachi chỉ có hàng nội địa Nhật Bản thôi, chuẩn bị Japan luôn anh em nhé, sản xuất tại Nhật luôn. Hai cờ băng này thì hiện tại em chưa test nhưng mà nhìn qua thì là cái bánh răng của rất là ngon nhá. À nhầm, cái bánh tì này rất là ngon anh em nhé. Đây, bánh tì ngon, đầu từ ngon. Cái này nếu mà anh em mà về mà biết nghịch ngợm sửa chữa anh em thay gu doa đây là chạy được nhá anh em nhé. Cái này thì em không làm, cái này là mất thời gian mà chưa chắc anh em đã dùng, cái này em cũng không có làm. Em chỉ bán cho anh em thanh lý với cái giá nó âm ly thôi. Đấy, cái này đẹp leng keng luôn anh em nhé, thiết kế rất là bóng bẩy và đẹp. Đấy, đẹp đến 98%. Đây, nó có một cái đường chỉ đây, nó là bằng nhôm phay anh em nhé. Chỉ là chỉ nhôm anh em nhé. Đấy, nhìn rất là đẹp. Ba cái chỉ. Đấy, trắng phau này. Size ngang của nó là size 36 anh em nhé. Nhìn rất là xinh xắn và rất là đẹp. Âm thanh thì quá là hay luôn. Đánh khỏe. Bass lên rất là mạnh luôn. Bass em mới để hướng đây. Anh em vừa để em chỉ để hướng 13 giờ anh em nhé. Chép chép em để cho anh em hướng 15 giờ nhé, chưa hết đâu nhé, hết cỡ tiếng tép lên rất là bén luôn, nó bén quá. Đây, phía sau của nó anh em nhé, đây phía sau rất là đẹp luôn anh em nhé. Nó không ghi thông tin ở trên ở dưới các cái cọc loa hay là ở trên máy này như các cái bộ dàn khác đâu nhé, là nó ghi vào một cái phiếu ở trên này đấy, một cái phiếu tem là dán ở đây nhé, là ghi thông tin trên đấy nhé. Đây ví dụ như anh em đấy nhé, anh em nhìn cầu loa này tương ứng với cầu loa thế này nhé. Đấy, các cái đường vào đây tương ứng các cái đường vào này anh em nhé, 100V 100W Made in Japan, là sản xuất tại Nhật luôn anh em nhé, không lẫn đi đâu được. Đấy, con này hàng bãi về, bãi hàng zin test luôn, không phải hàng bờ, bãi zin đét đẹp anh em nhé, cơ bản đẹp và bên trong sạch sẽ. Đây em cắm vào cái đường này anh em nhé, đường này vào đường đát AUX này, đát AUX đây này, tương tự như cái đường đát AUX đây anh em nhé. Đấy, là đường này. Đấy, đây có hai cầu loa thì anh em cắm cầu loa trên anh em nhé, cầu loa trên là cầu loa chính, cầu loa dưới là cầu loa solar. Anh em cắm cầu loa trên này thôi anh em nhé. Đấy, anh em nhạc cầu loa trên này thôi, rất là đẹp luôn. Dây nguồn của nó zin hết nhá, chuột không cắn đâu, không có nối, không có sứt vỡ gì cả, không có sứt chuột cắn gì đâu, nguyên bản luôn, đẹp luôn anh em nhé. Con này hàng nội địa Nhật là chạy điện 100V anh em nhé, anh em lưu ý đổi nguồn trong cái dòng này là mất, anh em mua là mất tầm khoảng 180.000 cái đổi nguồn đồng anh em nhé, hiện tại là 180.000 cái đổi nguồn đồng, rất là đẹp luôn. Con này phối loa từ 6 ohm đổ lên anh em nhé. Nếu mà nghe to, nghe đúng chuẩn của nó thì là trên 6 ohm. Còn như hiện tại thì em phối với cặp loa 4 ohm. Vẫn chơi mầm nhưng mà em mở nhỏ nên chẳng ảnh hưởng gì cả. Đấy, nếu anh em chơi loa to thì chơi từ 6 ohm đổ lên anh em nhé. Cứ loa anh em 6 ohm đổ lên là được. Ghép hay luôn. Và Nhật ghép thoải mái. Rất là đẹp luôn. Đây, cái nút volume trên nút volume này. Khoảng ra trên Nó còn 16, có cái tất cả những chân bệnh. nó có cái đèn đây rất là đẹp luôn anh em nhé. Đấy, nhìn rất là bóng bẩy, đẹp. Quay qua điện thoại em nó hơi mờ một tí, nó không được rõ nét hẳn, nhưng thực tế anh em nhìn là rõ nét lắm. Đẹp chữ nghĩa đầy đủ luôn, không có xích sẹo gì cả, đẹp đến 98%. Đấy, con này em xả cho anh em là 1.380.000 anh em nhé, 1.380.000 thôi. Đấy, một chiếc âm ly Nhật mà rất là rẻ, rẻ như âm ly tàu. À, nhìn đẹp hay ngon, có hai liền vậy, hay đèn dâng tiền tín hiệu dâng thì rất là đẹp nhá.
Anh em chốt mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574, em có nhận ship hàng toàn quốc và bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Anh em kết bạn Zalo, Facebook của em là Đưa Anh Lo Bãi để chúng ta trao đổi thông tin qua đấy cho nó tiện. Chào anh em nhé.